chào tất cả các bạn. Với Sài Gòn nắng nóng như thế này thì nên đi đâu cho mát mẻ ta? Công viên nước đầm sen ha, mát mẻ lắm á. Thể thao nữa, đi nha, let's go. Tao là đây là bạn giá vé nè, trên 1m4 200 ngàn, dưới 1m4 160 thôi. Còn mấy em nhỏ dưới 0.8 miễn phí, đã không? Đi thôi. Trên tay mình cầm những tờ vé để vô cổng nha. Đây có mã QR code nè, phải có cái mã này mới vô được nha. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái trò chơi tên là dòng sông hoang dã. Cái trò này là hai người một phao, hai người mới chơi được nha. Quan trọng là hai người. Mình đi một mình thì có chế tương mà. Anh Phim. Đi thôi. Let's go. Mình đang đứng trước trò chơi máng trượt nhiều làng. Nhiều làng là sao? Là có 4 làng nữa đó. 4 làng 4 màu khác nhau rất là đã luôn. Muốn chơi trò nào, muốn thích màu nào thì chơi màu đó ha. Mà muốn chơi thì phải xếp hàng lấy máng nè. Đó thấy không? Mà hôm nay ngày thường không cần xếp hàng đâu. Vắng. Đi cuối tuần phải xếp hàng, đông lắm mọi người ơi. Đó. Cái máng đó đã ha. Ai sợ đôi cao thì đừng nên chơi nha. Đi chơi thôi. Đối các bạn, tôi đang đứng ở đâu đây? Đây là một trò chơi huyền thoại của đầm sen đó. Hổ đen vũ trụ. Nghe đồn trò này ghê lắm. Tôi mới chơi thử mới biết được như thế nào ha. Chà. Lấy phao thôi. Xin giới thiệu tới tất cả mọi người, đây là một trò chơi rất là hoang dã. Trò chơi đu dây vượt thác như là tặc răng vậy đó mọi người. Ghê lắm, đu dây vượt qua thác luôn. Xong rồi cái mình đùng một cái là mình xoắn mình nhảy xuống hồ. Đã lắm, như tặc răng vậy đó. Chơi. Bây giờ mình chuẩn bị mình chơi một trò chơi, đó là trò chơi boomerang. Cái trò này rất là gian nan đối với mình luôn. Bởi sao? Tại vì nó phải cần tới 3 người luôn, mà mình chỉ có một mình thôi. Bây giờ phải vượt qua thử thách là phải kiếm thêm 2 người chơi nữa để kiếm người chơi cùng nha. Có bạn kia rồi. Đã hỏi thử ha. Giờ mình muốn là mình đang chơi trò boomerang á, mà chỗ phải 3 người chơi được. Thì không biết hai bạn có rảnh không chơi chung mình? Chơi được, được nha. Được ha. Được nha. Chơi nha. À, đi thôi, mình xếp hàng nha. Thì sau khi mình chơi những cái trò mà cảm giác mạnh rồi á, mình đã đốt calo rất là nhiều rồi, thì bây giờ mình nạp calo, mình ăn để lấy sức mình chơi tiếp. Thì trong đây có những khu tiện ích ăn uống, đây là sườn Macau, cơm sườn đầy đủ luôn, có mì, có súp, rồi có cơm gà, bún bò Huế, có tất cả các món mà mình thích luôn. Mà mọi người ăn cái gì thì mình chơi cái đó, giá rất là bình dân. Đây. Rồi mình mua vé mình ăn thôi. Thì buổi trưa nay mình tự thưởng cho mình món cơm sườn trứng. Đây, nhìn hấp dẫn không? Giá này chỉ 45 ngàn. Theo mình thấy thì giá này rất là phù hợp với tất cả mọi người luôn. Thôi mình ăn thôi, ngon. Kết thúc một ngày vui chơi và trải nghiệm tại khu công viên nước đầm sen, thì mình chỉ tốn 300 ngàn thôi, bao gồm là chi phí vô cổng,
phí gửi đồ và một phần ăn và phần nước. Đó, như đó là 300 ngàn đó mọi người. Thì mình xin lưu ý những vấn đề sau đây. Thứ nhất là mình đi bơi mà, mình đi công viên nước mà, mình phải đem theo đồ phù hợp. Thì đây là áo thun và quần thun ngắn. Còn nữ thì mặc bikini hoặc là áo thun ngắn và quần ngắn luôn. Mà nam thì có những trò chơi thì phải cởi áo ra thì mới chơi được. Và lưu ý, mặc quần thì không mặc quần jean hoặc là những cái quần mà có dây kéo phía sau. Nếu mà có thì mình phải đổi lên phía trước để những trò mà trơn trượt nó dễ hơn. Và lưu ý thứ hai đó là ai mà đeo bít kiến thì mình sẽ cởi ra. Nên là mình phải cất ở nhà đi hoặc là cất gửi đồ luôn cũng được. Và lưu ý thứ ba là mình không nên đeo dây chuyền và những phụ kiện trang sức bằng inox hoặc bằng gì đó. Nó sẽ gây cản trở việc mà mình trượt ống hoặc là mình trượt phao gì đó. Và cái điều cuối cùng là mình đi chơi đầm sen. Mình đi một mình á, mình chơi ít trò lắm mọi người. Phải đủ thêm đông người lên, mình chơi mới vui. Đi dọc sông lười nè, đi đông người mới vui. Và có những trò trượt phao 2, phao 3 người thì mới chơi được. Chứ một mình là không chơi được nha. Nếu mà mọi người thấy thích cái clip này á, thì hãy cho một like và một comment phía dưới để cùng chia sẻ những trải nghiệm tại khu vui chơi công viên nước đầm sen này. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye.